tác giả Nguyễn Liên Châu trong bài thơ Nắng Ấm Sân Trường, đã ví giọng thầy giảng bình thơ như nguồn suối mật trong lành, khiến thời gian như dừng trôi không bước nữa. Cây điệp xà xòe rộng tán yêu thương, lá lấp lánh cười duyên cùng bóng nắng. Giờ đang học mảnh sân vuông lặng vắng, chim truyền cành buông tiếng hót bâng quơ. Chúng em ngồi nghe quanh thầy bình thơ, nắng ghé theo chồm lên ngồi bệ cửa, và cả xô cũng biết mi thơ nữa. Thổi thoảng mát ngọt giọng thầy ngâm. Cả lớp say theo từng nhịp bóng trầm, điệp từng bóng vàng ngây rơi ngày vẫn xuân. Chim từng đôi ríu rít xà xuống sân tắm nắng ấm mật trong lành. Thời gian như dừng trôi không bước nữa, không gian cũng nằm yên không dám cửa, ngại ngoài kia nắng ấm sẽ trường căng rộng ngực đền thanh thang, kiêu hãnh khoe trên mình màu nắng ấm. Lời thơ thầy vẫn nhịp nhàng sâu lắng, nắng ấm hơn nhờ giọng ấm.